Dạ hello, em xin chào cô chú anh chị yêu Hoa Lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay em sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị mình một vài cái mặt hoa cát-tiên sưu tầm để cô chú anh chị mình cùng xem và cùng sưu tầm. Thì cô chú anh chị nào mà yêu thích mặt bông nào á thì mình có thể là liên hệ theo số điện thoại là 0386 232 357 nha cả nhà. Cả nhà hiện tại á, ở chỗ Bình Phước của em á, hiện tại là nó đang bị mưa dầm. Đó, nó mưa lắc như thế này, nhưng mà có lúc là mưa nhỏ, có lúc mưa to, cho nên là nếu mà cô chú anh chị mình có chốt đơn á thì có thể là em sẽ gửi nó bị chậm mất đi một ngày á nha cả nhà. Thì em phải để cho nó khô ráo cái chất chồng á thì hôm sau em mới gửi được, cho nên là cô chú anh chị mình thông cảm giúp em cái phần này nha, là sẽ bị chậm hơn một chút á. Đó, em sẽ gửi chậm hơn một chút đó. Rồi, đầu tiên trong cái video hôm nay á, em có một cái hướng 351, cây 351 nha cả nhà. Đó, 351. Cây này á, hướng em chia sẻ là hướng một thân giữa hướng có nhắc cắt rồi nha. Và hiện tại là nó đã nhú măng nhưng mà nó chưa có rễ nha cả nhà. Đây, hướng này chưa có rễ, nhú măng lên, cái măng rất là khỏe nha. Cái măng nó cũng rất là to, đây cái măng của nó nè. Đó, cả nhà mình xem. Cái măng nó rất là to và rất là mập luôn nhưng mà chưa có rễ đó. Cái hướng này á, em cũng sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình lấy giống thôi, là 380.000 cho cái hướng một thân đầu cây 351 này. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình liên hệ với em, số điện thoại là 0386 232 357. Cây 351 này cũng là một cây cực kỳ đẹp nha cả nhà. 351 này, cây này rất là đẹp đó. Hướng em chia sẻ là một thân giữa kèm măng, nó đang lên mầm như thế này. Đó, cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em. Cái này á, tuy là nó chưa có nhú rễ nhưng mà em cũng sẽ gửi nguyên chậu luôn, để về mình chỉ có việc treo lên mình chăm sóc thôi, chứ cũng không phải và là phải trồng lại hoặc mất công kiếm chậu, kiếm móc rồi kiếm chất trồng rồi để trồng nha cả nhà. Em sẽ gửi nguyên vậy luôn, về mình treo lên. Và những cái hướng này á thì cô chú anh chị mình về nên treo mát, khi nào mà cây nó đã nhú rễ ra đây nè, đó thì tự nó sẽ hút nước lên và nó sẽ căng thân lại nha cả nhà. Khi mà cái mầm này á, nó nhú rễ thì nó sẽ tự nó căng lên thôi. Tại vì cây em trồng á, em luôn luôn để tự nhiên chứ em không có kích đó, cho nên là nó sẽ ra rễ chậm hơn đó. Nhưng mà cây em trồng á, những cái hướng như này em sẽ treo ở trong mát luôn, nó có hai lớp lưới luôn á, che mát luôn là nó không ảnh hưởng gì cây hết. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm về mình cứ treo hẳn ở trong mát luôn đó, là cây nó sẽ ra rễ là nó sẽ hút nước lên thôi. Cái mầm cực kỳ lực luôn cả nhà, lên cái mầm như thế này là rất là lực đó. 380.000 em bao ship nha, cây 351 nha cả nhà. Rồi tiếp theo ở đây em có một cái hướng 561, cả nhà có thể gọi nó là OK2 đó, OK2 hoặc là 561 cũng là nó nha cả nhà đó. Cái hướng này em chia sẻ là hướng một thân zin kèm măng đó. Cái hướng này cũng là hướng em mới tách nha cả nhà, mới tách đó, một thân zin kèm măng như thế này đó, hướng mới vừa tách, hướng đang rất là khỏe luôn. Và hướng này á, hiện tại nó đã lên cái mầm như thế này nhưng mà nó đang còn hai măng. Cái hướng này cũng mới tách nha cả nhà, mới tách đó. Em đã thấy là có rễ tơ bắt đầu nhú ra rồi đó, nó có rễ tơ, rễ non bắt đầu nhú ra rồi nha cả nhà. Cái hướng này, hướng thân này á, thì em chia sẻ với giá là 850.000 em bao ship, 850.000 em bao ship cho cái cây OK2 đó, cây OK2 hoặc cả nhà có thể gọi mã là 561 đó. Hoa màu dạng là màu vàng cam, hoa màu vàng cam rất là đẹp nha cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em. Em sẽ gửi nguyên chậu luôn, cho nên là cô chú anh chị mình khỏi phải dặn nữa. Nói chung là những cái cây á em đã trồng vô chậu như thế này á thì em sẽ gửi nguyên chậu luôn. Cho cô chú anh chị mình khỏi phải về, mình khỏi phải mất công tìm chậu hay như thế nào nữa. Rồi tiếp theo ở đây em còn một cái hướng cây B52. Ở đây có một cái hướng một thân đầu zin ấm chậu đang lên một lúc hai măng luôn, đang nhú hai măng cùng một lúc luôn này cả nhà. Ở đây nè, đây một măng và bên này một măng. Đó, nó nhú lên cùng một lúc luôn. Cây này là hướng thân lớn nha.
hướng nó cao hơn hai gang tay của em, nó cao bằng cái móc luôn đó, nó cao bằng cái móc luôn, hướng lớn. À, hướng này á, hôm nay em chia sẻ cho cả nhà mình với giá là 900k em bao ship, 900k em bao ship cho cái cây B52 này. Cô chú anh chị nào sưu tầm giống thì mình liên hệ với em. À, số điện thoại là 0386 232 357, hoặc cả nhà có thể là nhắn tin qua Zalo, Facebook của em nha cả nhà. Mã B52 nha, mã B52, một cái cây rất là đẹp luôn. Rồi, à, tiếp theo ở đây á, em có một cái hướng 40 quận 2, hướng hai thân đầu zin luôn, hướng hai thân đầu zin. Đó, hướng hai thân đầu nguyên zin, hướng này là hướng lớn nha cả nhà, hướng lớn đó, hai thân đầu nguyên zin. Cây 40 quận 2 á, nó là một trong những cái cây 40, cũng một cái cây rất là đẹp trong cái dòng 40. Và cái cây 40 quận 2 này á, là một cái cây đổi màu, nó đổi màu, nó đổi màu là từ màu vàng, từ màu vàng đó, nó đổi màu từ màu vàng và nó chuyển qua cái màu dạng là màu đỏ đỏ đó. À, thì em sẽ ghim cả hai cái mặt bông mới nở và nó đổi màu cho cô chú anh chị mình xem luôn. Cô chú anh chị nào mà yêu thích á, thì mình liên hệ với em đó. À, hướng hai thân đầu zin nha cả nhà, hướng hai thân đầu zin, hướng lớn. Và em tách ra cho cả nhà mình cái bộ rễ nè, cái đế cực kỳ khỏe luôn đó, mắt gốc là còn đầy đủ, nó là hướng nguyên zin đó. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em, hướng nguyên zin luôn nha cả nhà, hướng hai thân đầu nguyên zin, hướng rất là đẹp luôn đó, hướng rất là đẹp. 40 quận 2, một trong những cái cây rất là hot và phải nói là cũng rất là VIP trong cái dòng 40 đó, cực kỳ VIP và rất là đáng để cho cô chú anh chị mình sưu tầm giống về chơi. À, rồi tiếp theo ở đây em có một cái hướng B4, một cái dòng sổ mới, một cái dòng sổ mới mà phải nói là mặt bông cây này là rất là đẹp cả nhà, bông to nha. Cây này bông nó hơn 14 cm, bông hơn 14 cm cả nhà. Và cái khuôn bông cây này thì phải nói là cực kỳ đẹp rồi. Màu bông cũng vậy, nó đẹp từ màu bông cho tới khuôn bông luôn. Màu rất là đẹp nha cả nhà, màu rất là đẹp luôn. Đó, hướng em chia sẻ là hướng hai thân đầu zin như thế này. Hướng này là hướng vừa rồi mới cho bông nè. Đó, hướng mới cho bông nè cả nhà. Và cái thân đầu này nó lên lại, nó đang có mèo luôn. Đó. À, là cả nhà mình thấy được cái độ xiên của cây này. Cây này cũng khá là xiên bông, khá là xiên bông. Hướng em chia sẻ là hướng hai thân đầu nguyên zin, hai thân đầu nguyên zin. Mã B4 đó. Cô chú anh chị nào mà yêu thích cái mã B4 này á, thì mình liên hệ theo số điện thoại là 0386 232 357. Em sẽ báo giá cho cô chú anh chị mình cùng tham khảo và cùng sưu tầm nha cả nhà. Hướng hai thân đầu zin cho cô chú anh chị mình sưu tầm luôn đó, hướng to khỏe. Đây, cái cây B4 này nó cũng là một cái cây dạng là thân lá cao đó. Nó cũng không hẳn là quá cao đâu cả nhà, vừa phải thôi, cái dạng thân lá của nó là vừa phải thôi, cũng không quá cao đâu đó. Mã B4 nha cả nhà. Rồi, cuối cùng trong cái video hôm nay á, em có thêm một cái cây, phải nói là một cái mặt hoa VIP nữa, một cái mặt hoa VIP nữa. À, cây này thì hiện tại em đã trồng chậu cho cô chú anh chị mình rồi. À, cái cây này á, mã của nó là mã 436, cũng là một trong những cái cây rất là VIP và mặt hoa cây này rất là đỉnh nha cả nhà. Đó, rất là đỉnh luôn. Hướng em chia sẻ là hướng hai thân giữa, nó là hai thân giữa, nó sẽ có một nhát cắt ở đây. Đó, nó có một nhát cắt ở đây và hiện tại nó đã lên măng như thế này rồi. Đó, hai thân giữa đã lên măng. À, thân giữa thì sẽ có một nhát cắt, thân sau là vẫn còn mắt ngủ, và cái thân giữa của nó đã lên măng nhưng mà bên này vẫn còn một mắt ngủ nữa, tại vì cái cây này nó có tới 3 mắt ngủ lận, có tới 3 mắt ngủ lận nha cả nhà. Đó, hướng 436 em đã trồng sẵn chậu rồi. Đây, rễ tơ của nó ra nè cả nhà. Đó, nó bám chậu luôn rồi nè. Đó, rất là khỏe nha. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình liên hệ với em. Mã 436, một trong những cái cây khá là VIP, mặt bông rất là đẹp nha. Cô chú anh chị nào sưu tầm thì mình có thể là nhắn tin qua Zalo, Facebook, hoặc có thể là gọi điện trực tiếp cho em. Rồi, em xin chào cô chú anh chị mình nha. Hẹn cô chú anh chị mình vào những cái video khác. Em sẽ chia sẻ thêm nhiều cái mặt hoa nữa để cho cô chú anh chị mình cùng xem và cùng sưu tầm. Rồi, em xin chào cả nhà.